Thưa quý vị, để mở đầu cho phần trình diễn Tiếu Vương Hội hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức, chúng ta gọi là tấu hài, mà lát nữa chúng tôi sẽ bàn tới phần trình diễn đầu tiên. Và xin quý vị dành tràng pháo tay để đón chào sự trở lại của Quang Minh và Hồng Đào. Giờ đây, chương trình phát show với Ma Đào. Vâng ạ, xin kính chào quý vị khán giả. Rất là mừng được gặp lại quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay trong chương trình talk show hội thoại thì Ma Đàm Moon tôi quên nhắc tới cái tên Ma Đàm. Tôi mới nhớ dạo sau này là tôi nhận rất nhiều thư gửi về hỏi là tại sao tôi có cái tên là Moon. Moon có phải là M-U-N Moon hay không? Tôi xin giải thích như thế này ạ. Thật sự tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Nguyệt. Khi mà qua nước Mỹ thì khi đi làm hãng thì Mỹ nó gọi những Nguyệt không được, suốt ngày nó cứ Nguyệt 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 Nguyệt. Thậm chí có người gọi tôi là Nguyệt Ngu nó mới chết chứ. Đâm ra tôi mới đề nghị là tôi nghĩ là phải đổi tên cho dễ gọi. Mà Nguyệt á, có nghĩa là trăng, mà trăng á, tiếng ngoại quốc tiếng Anh có nghĩa là Moon. Đấy, cho nên là tôi có cái tên Moon từ đấy. Mỹ nó dễ gọi mà trong khi là tôi không mất ý nghĩa cái tên mà cha mẹ đặt cho ạ. Vâng. Và đây là cái chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện lớn hôm nay đó, tôi ra đây để hôm nay để bàn thảo với tất cả các quý khán giả, nhất là hôm nay rất là đông khán giả chị em phụ nữ, bởi vì chuyên đề hôm nay bàn thảo về vấn đề nghĩa là hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Vâng, cái vấn đề này bây giờ nó đang nóng bỏng lắm, bởi vì là từ cái ngày mà giá vé Việt Nam nó sale rẻ quá, đâm ra là các đấng ông chồng của chúng ta cứ về Việt Nam, đâm ra hạnh phúc gia đình của chị em phụ nữ nó cứ điên loạn lên. Thì các ông cứ bảo là quê hương là chùm khế ngọt, nhưng về thì chẳng bao giờ tìm khế, toàn là tìm cam với bưởi không à. Đâm ra nó vâng. Chị em phụ nữ chúng ta thống ý ngay cái chuyện hôn nhân gia đình, nhức đầu vì các ông cứ suốt ngày đi tìm cam với bưởi. Vâng, thế thì cho nên là hôm nay đó, cái vấn đề nó rất là nóng bỏng, nên tôi mới cố gắng tôi mời được một cái người với đầy đủ tài năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm để giải quyết cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc gia đình cho quý vị chị em phụ nữ chúng ta hôm nay. Đó là tôi xin giới thiệu, đó là giáo sư tiến sĩ tâm sinh lý khoa học đời sống xã hội Võ Phiêu, gọi tắt là Dr. Phiêu. Vâng. Thế thì trước khi mời giáo sư ra đây thì tôi có một vài cái tóm lược về cái tiểu sử cho quý vị hiểu rõ một tí về giáo sư. Thưa là giáo sư sinh tại cái là miền Nam Việt Nam. Từ nhỏ thì giáo sư sinh ra trong một gia đình gồm có 7 chị em gái. Cha mất sớm cho nên giáo sư lớn lên trong tình thương của bà nội, bà ngoại, má với 7 chị em gái. Đâm ra là giáo sư có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ từ nhỏ ạ. Lớn lên năm 8 tuổi đó, giáo sư đã có một cái coi như là một cái khả năng đặc biệt là thích nghiên cứu những đường cong và đường thẳng của phụ nữ. Rồi coi như lên năm 12 tuổi thì gia đình gửi vào nội trú mà lại gửi lộn vào trong nội trú nữ. Đâm ra là giáo sư lại có cơ hội để nghiên cứu thêm về tâm sinh lý phụ nữ. Thì nhờ có năng khiếu đó thì lớn lên giáo sư mới quyết định học và thi và đậu bằng cái là tốt nghiệp xuất sắc cái bằng coi như là tâm sinh lý tại Đại học Hạc Vạ về tâm sinh lý phụ nữ. Tuy là rất là dành tâm sinh lý phụ nữ nhưng mà giáo sư đã 3 lần ly dị vợ. Vâng. Và trong những cái quãng đời đấy thì giáo sư có xuất bản một số sách và có một số sách rất là bán, rất là chạy. Và đây là cái một cái cuốn gần đây nhất tôi xin giới thiệu, đây là cái cuốn của Dr. Phil. Vâng. Cuốn này coi như là bán chạy nhất hiện nay. Cuốn có tựa đề là Đi sâu vào quần. Tôi xin lỗi. Sao giáo sư lại ra cái cuốn này mà cái này cái nhà in nó bậy quá. Vâng tôi xin lỗi ạ. Tôi xin cái này tại vì nhà in ạ. Đây không phải là đi sâu vào quần mà là đi sâu vào quần chúng ạ. Vâng. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón Dr. Phil. Bà đúng là Ma Đàm Moon. Sao
sao? Mặt bà lúc nào cũng sáng như là trăng rằm vậy. Vâng, cảm ơn ông. Mà đặc biệt khi tôi ôm đây, hình như trong người bà nó toát ra một cái hương vị gì rất là đặc biệt. Hương vị gì ạ? Một hương vị rất là đậm đà quê hương. Trời ơi. Giáo sư nói sao ạ? Giáo sư nói là tôi có một hương vị đậm đà quê hương ạ. Dạ. Trời ơi, thật đúng là tôi thật là tâm phục khẩu phục giáo sư đấy. Đúng giáo không? Sư, vâng, vâng, giáo sư dành tâm lý phục vụ quá. Vâng, thưa với quý vị khán giả là hôm nay tôi đúng là có mùi vị quê hương vì sáng ra vừa mới ăn một tô bún riêu đầy mắm tôm mà chưa đánh răng ạ. Vâng, vâng, hay bà quá. Bà vui tắng quá. Vâng, vâng, thôi thì chúng ta không có thời giờ nhiều, chúng ta vào ngay chương trình ạ. Dạ. Thế thì cái câu mở đầu tôi xin hỏi là dạo này cái công việc làm ăn của giáo sư như thế nào ạ? À, nếu như bà hỏi thì tôi cũng xin trả lời. Vâng. Và kính thưa quý vị, cũng nhờ là khách hàng thương thì văn phòng chúng tôi càng ngày khách hàng đến càng đông. Vâng. Đặc biệt nhất là các chị em phụ nữ. Và đúng, đúng. Cho nên đáp lại tấm chân tình đó thì tôi có mở thêm 3 cái dịch vụ để mà phục vụ các chị em. Ô, lại 3 thêm dịch vụ. Giáo sư có thể nói cho quý khán giả. Dạ, cái dịch vụ đầu tiên á là tôi mở thêm một cái dịch vụ chuyên bán về khô bò. Dạ. Dịch vụ thứ hai là chuyên bán về dược thảo tình yêu. Còn dịch vụ thứ ba là chuyên bán thẻ điện thoại gọi về Việt Nam với 19 cent một phút. Yeah. Sao mà văn phòng giải quyết tâm sinh lý phụ nữ mà lại cả khô bò với lại phôn cạt, thế thì giống như cái tiệm chặt phô còn gì nữa. Tôi thấy chả có gì liên quan tới cái gì cả. Không, tôi làm ăn cái gì tôi cũng có suy nghĩ tính toán hết á. Số là như vậy, tại sao tôi mở cái dịch vụ chuyên bán về khô bò? Tại tôi thấy đa số các bà tới văn phòng tôi á, bà nào bà nấy cũng gặp vấn đề về gia đình hết. Đúng rồi. Cho nên mỗi lần tới tôi như bao nhiêu bầu tâm sự xả ra hết. Vâng. Nhiều bà xã 8 tiếng đồng hồ chưa hết luôn. Cho nên sao giờ tôi giới thiệu ăn khô bò. Bà ăn khô bò nhai mỗi miệng, nhau mỗi miệng sao nói. Đúng rồi. Bây giờ tới lúc mấy bà mệt tôi nói. Còn cái thứ hai là tôi mời mua về dược thảo tình yêu. Vâng, vâng. Dược thảo tình yêu là gì? Là xâm nhung bổ hảo hạng. Tôi giới thiệu cho bà mua về cho mấy ông uống. Mà ông uống bà khen, ông uống bà khen, thế là gia đình hạnh phúc. Yeah. Vâng, ông uống bà khen thì gia đình hạnh phúc, chứ ông uống mà cô hàng xóm khen thì lại có vấn đề khác đấy ạ. Vậy thì tôi có thêm một khách hàng nữa. Rồi tại sao tôi bán là thẻ điện thoại? Vâng. Là lý do là bà biết rồi, thì lúc này các ông hay về Việt Nam, mà mấy bà thì sợ lo chồng về Việt Nam làm ăn, không lo làm ăn, cứ lo làm không lo ăn. Đó, cho nên giới thiệu gọi điện thoại về hoài. Gọi điện thoại về hoài tốt thì điện thoại sao? Cho đúng nên rồi. Tôi giới thiệu mua thẻ điện thoại gọi về đỡ tốn tiền. Về check chồng 5 phút một lần còn đỡ tốn tiền hả? Dạ, hay đúng quá. Vậy. Đúng rồi. Cho nên là cảm ơn giáo sư là giáo sư mở cái dịch vụ ra cũng đều phục vụ chị em phụ nữ hết. Dạ. Vâng. Thế thì nhưng mà tôi thấy hồi nãy khi mà tôi lướt qua về cái tiểu sử giáo sư, tôi thấy là giáo sư rất là dành sinh lý phụ nữ. Tâm sinh lý. Bà thiếu chữ tâm nó kỳ quá. Vâng, có giáo sư tôi dùng của tôi nó quên. Vâng. Yeah. Có tâm mới có sinh. Yeah. Là có yêu rồi mới có bầu. Vâng. Có tâm rồi mới có sinh. Tức là rất dành là tâm sinh lý phụ nữ. Thế tại sao mà giáo sư lại 3 lần ly dị vợ? Về cái điểm này thì tôi xin nhắc lại cho bà rõ và khán giả rõ là không phải là tôi rành tâm lý phụ nữ rồi tôi mới lấy vợ, mà sau 3 lần ly dị vợ rồi tôi mới rành tâm lý phụ nữ. Bởi vậy mới đúc kết được một câu là tình chi đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi. Trời ơi. Tôi thấy giáo sư có vẻ hơi nghĩa là hơi... Bởi vậy nói gì thì nói, trong cái xui cũng có cái hên. Vâng. Thì sau khi tôi ly dị 3 lần vợ rồi thì cũng cảm ơn ba bà tôi đã ly dị. Là cũng nhờ ba bà tôi sản xuất được 2 quyển sách bán rất chạy. Best seller luôn. Cuốn sách gì giáo sư có thể nói cho? Cuốn sách đầu tiên là sau khi tôi lấy bà vợ đầu tiên á. Vâng. Thì tôi viết được quyển sách là Thiên đường đã mất. Rồi sau khi tôi ly dị bà vợ thứ 3 rồi. Vâng. Tôi viết cuốn Thiên đường trở lại. Vậy à, thế thì sau khi ly dị bà vợ thứ 3 rồi, nghĩa là thiên đường trở lại rồi, mà tại sao giáo sư lại tiếp tục lấy bà vợ thứ 4? Tôi biết rồi, chắc có lẽ là bà vợ thứ 4 là giáo sư ra cái cuốn như là Đi sâu trong quần. Bậy quá, cái nhà sách này tôi đi sâu vào quần chúng. Thì in chữ lớn, thiếu sách tôi đang thương cái chủ ghê nè. Tầm bay tầm bà. Không, cái bà vợ thứ 4 á thì tôi viết về cái cuốn sách là Lại tiếp tục ngu. Là tiếp tục ngu. Thế sao mà đàn ông như giáo sư lại biết ngu mà sao cứ nhào vào mãi thế không biết đó. Chính là như vậy đó quý vị. Trời mấy ông tụi tôi biết ngu cứ nhào vô hoài. Tại vì có cái câu là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Đúng rồi. Thôi thà chịu khổ còn hơn bị lỗ. Vâng đúng đúng. Đàn ông chúng tôi bị cái chữ lỗ mà khổ hoài.
Tôi thấy là các khán giả nam giới thấm ý là cái câu đấy nên vỗ tay hơi to. Nhưng mà nói gì nói tôi thấy thì cái bà vợ thứ tư này á, tôi nghĩ chắc tôi chấm dứt từ đây quá. Không bước theo bước nữa đâu. Vậy hả? Tại vì tôi nghĩ là chắc đấy là một phụ nữ hết sức là tuyệt vời, có thể cầm chân được giáo sư, có phải không ạ? Tuyệt vời gì bà? Sau 3-4 lần lấy vợ tôi thấy bà nào cũng như bà nấy. Lúc đầu giống như là con mèo ngái ngủ trên tay anh vậy đó. Lấy về rồi y như con cọp rù ghéo bên tay anh. Trời, giáo sư có vẻ hằn học với phụ nữ quá vậy. Không phải hằn học, tôi thấy bà nào lúc đầu cũng nhẹ nhàng á. Thậm chí tôi nhớ cái bà đầu tiên chưa cưới lấy nhau á, mỗi lần đi tôi mời bà đi ăn cơm, bà ăn gì đâu mà ăn từ từ, giống như ăn hộp cơm vậy, ăn từ từ, không dám ăn. Lấy về rồi ăn tô nào qua tô nấy, mất ớn luôn nha. Đó, giờ không biết vỗ tay. Rồi có nhiều bà nha, lúc đầu tôi mời đi ăn sushi, trời anh ơi, em sợ ăn cá sống lắm, em không dám ăn sushi đâu. Lấy về rồi tôi đừng muốn ăn sống tôi luôn à. Bởi vậy tôi thấy là cái sợ vấn đề tôi quá. Tôi thấy là ông nói về phụ nữ chúng tôi thế, tôi thấy đàn ông cũng thế à, trước và sau nó khác nhau không thể tưởng tượng được. Giống như ông chồng tôi đây nè, trước ngày cưới lúc nào cũng nhớ tới ngày sinh nhật của tôi mà không bao giờ nhớ đến số tuổi của tôi. Sau ngày cưới đó lúc nào cũng nhớ tới số tuổi của tôi mà chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Cũng vậy thôi à. Nhưng mà ông nhớ là mai rồi đó bà. Ông nhớ là mai rồi, thôi đi. Vâng. Không phải ý tôi nói là tôi không muốn lấy thêm nữa, là tại vì bà cũng biết đàn ông tuổi chừng 40-50 thì sức khỏe nó cũng hơi yếu. Đúng rồi. Cho nên vâng, không đủ sức để yêu nữa rồi, chứ không phải vậy. Có nghĩa là coi như là yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu, đúng không ạ? Đúng là thực tế là vậy. Vâng, tôi thấy là tôi cũng đọc nhiều sách khoa học nói là coi như đàn ông cỡ khoảng 40-50 thì cái sức khỏe nó giống như là một cái đứng trên cao mà nó tụt xuống thế này, đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng vâng. Đàn ông 40-50 thì nó tụt xuống, nhưng mà nhiều khi gặp hà mới nó khác ạ. Nó vội cái phèo cái nè. Vâng, thảo nào tôi thấy các ông cỡ như giáo sư hay là cứ thấy gái trẻ đẹp này cứ chồm lên như ngựa hoang á chứ lại. Cái vấn đề là ở chỗ đó. Cái vấn đề ở chỗ đó nha quý ông. Đàn ông 40-50 mà gặp gái đẹp mà chồm như ngựa hoang mà để vợ không biết, gia đình vẫn đầm ấm, đó là vấn đề. Ồ trời ơi, tôi thấy cái này hay ạ. Tôi thấy là các ông khán giả đã bắt đầu sáng mắt ra về cái vấn đề cứ chồm lên như ngựa hoang mà nhà vẫn trong ấm ngoài êm ạ. Thế thì giáo sư có thể cho biết một vài cái thủ thuật, cái chiêu như thế nào để cho biết cứ chồm lên ngựa hoang mà nhà vẫn êm đẹp không ạ? Theo cái kinh nghiệm của tôi đó. Vâng. Kinh nghiệm mà thời gian tôi quậy đó. Thì tôi thấy là tôi tìm được hai từ rất là đơn giản. Mà rất đơn giản mà rất là hữu hiệu nữa. Có thể chuyển bại thành thắng. Đó là hai cái từ rất đơn giản mà không ai để ý tới. Từ thứ nhất là từ xin lỗi. Từ thứ hai là từ cảm ơn. Ủa, tại sao lại xin lỗi và cảm ơn mà có thể giữ hạnh phúc gia đình được? Giáo sư có thể giải thích rõ ràng. Để tôi thí dụ cho bà biết. Vâng. Nhiều bữa tôi đi chơi tới 4-5 giờ sáng tôi về á, tôi mới bước vô nhà tôi thấy bà vợ hầm hầm. Tôi lập tức liền: xin lỗi em. Bà là: xin lỗi cái gì? Tôi lập tức: cảm ơn em. Bà: cái gì cảm ơn? Là: tôi xin lỗi em. Tôi xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, cảm ơn, tôi làm riết cái bà xìu. Thôi đi ngủ, ông ơi, mệt quá rồi. Đúng rồi, tôi nghĩ là đối với một phụ nữ nào kiên nhẫn tới đâu mà 3-4 giờ sáng ông chồng say sưa về cứ suốt ngày xin lỗi cảm ơn như này thì sốt ruột lắm, cũng phải tống lên giường ngủ để mà lấy sức khỏe để ngày mai đi làm, đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Thế thì tôi xin phép là từ đây trong từ điển Việt Nam á, tôi đổi lại nghĩa của hai từ xin lỗi và cảm ơn, có nghĩa là lời chạy tội của mấy thằng cha chồng cà chớn ạ. Xin lỗi, tôi phải chồng bà. Tôi quen cái chồng tôi, cứ tôi chỉa sang đây không. Không, mày là mà tôi ông... có không, tôi thấy cái gì này bà, tôi thấy cái môn tâm sinh lý phụ nữ đó. Vâng. Không những mình học ở trong trường, không những mình học trong sách vở, mà mình học ngoài đời nữa. Vâng phải học ngoài mà đời, học thậm thực tế. Chí học ngay cả đứa con nít học, mình học được là mình học. Con nít làm sao mà nó dành tâm sinh lý phụ nữ bằng giáo sư được đó, hay chưa? Chính vì cái điều đó, quý vị biết không, tôi để ý tôi có thằng con tôi năm nay nó mới có 4 tuổi thôi, mà nó làm một cái điều gì mà nó phá phách, mẹ nó la nó, thì tôi thấy như vậy, mẹ nó vừa la nó không cần biết gì hết, nó nhào với người mẹ nó hung, nó hung lia hung lịa, nó vừa hung nó trời mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ là số 1, không có thể ai thay thế được mẹ hết, mẹ là số 1, con thương mẹ quá, mẹ đừng la con nữa nha mẹ nha. Rồi mẹ nó vô giọng ngay, cho nên tôi áp dụng thằng nhỏ nó hay vậy, tại sao mình không học? Đó, cho nên tôi làm cái gì đều có điều gì sai đó nha, bả la kệ bả, tôi nhào với người bà tôi hung. Tôi hung bất cứ chỗ nào tôi hung được, tôi cứ hung. Tôi vừa hung. Tôi vừa hung mà tôi vừa la nữa.
Trời ơi, em ơi, anh thương em lắm, em là số 1, em là tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời nữa, em là số 1, I love you baby, I love you baby. Từ cái la nó chuyển thành cái rên. Ra tôi làm trong. Ôi, thì đúng thật, mà tôi nghĩ là một cái thằng bé 4 tuổi đó, khi mẹ nó giận nó lao vào người thì còn chịu nổi chứ, mà giáo sư to khỏe thế này mà lao vào phụ nữ chúng tôi thì chúng tôi bổ ngửa ra mất còn gì. Đó là vấn đề đó. Sao ạ? Lao và bổ ngửa, chẳng những bổ ngửa mà mắt còn liên diêm nữa. Cho nên là lại thêm một thằng bé khác ra đời. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Thế thì bây giờ tôi xin hỏi giáo sư thế này nhé. Một người như giáo sư hay là đàn ông nói chung là có thích một người vợ mà biết nấu ăn không, biết nấu ăn giỏi không ạ? Trời, không phải một mình tôi thích vợ biết nấu ăn, mà tất cả, hầu như tất cả các ông chồng đều thích có bà vợ nấu ăn. Vâng. Mà nấu ăn ngon nữa. Nhưng mà cũng chính vào cái điều đó mà kẹt. Tại sao lại vợ? Rất kẹt. Vợ biết nấu ăn mà tại sao lại kẹt? Bởi vì tôi thấy nè, phụ nữ mà biết nấu ăn rất là tốt. Chẳng hạn như là tôi vào bếp nha, tôi nấu một nồi canh chua, tôi nghĩ là chồng tôi á là thích ăn mặn, tôi cho thêm muối vào. Con tôi thích ăn ngọt, tôi cho thêm tí đường vào. Khi mình nấu ăn mà mình nghĩ đến chồng con, có nghĩa là mình thể hiện là mình quan tâm đến chồng con, quan tâm lo lắng đến chồng con, đúng đó, không? Đúng. Thậm chí mà tôi biết mà thằng chồng tôi nó cà chớn, thay vì tôi cho muối vào canh chua, tôi cho thuốc độc vào canh chua. À, cũng là một cách quan tâm, đúng không ạ? Không, cái này hình như quan tâm hơi quá đáng. Tôi giỡn thôi. Dạ. Dạ vâng. À, không, tôi nói kẹt chỗ này. Bây giờ các bà có đồng ý không? Các bà nấu ăn ngon thì lúc nào cũng muốn cho mấy ông chồng mình ăn. Đúng. Mà phải ăn cho hết. Đúng rồi. Rồi phận đàn ông chúng tôi á, không ăn hết là tôi giận đấy. Đúng. Chồng tôi không ăn còn hết. Còn phận đàn ông chúng tôi thì ra đường hay xã giao, rồi thường đi làm về bạn bè hay mời đi ăn, lẽ từ chối thì sao? Rồi nhiều khi gặp mấy cô bồ nhí kêu đi ăn, rồi ăn no về, rồi về ăn không nổi là mấy bà giận rồi nè. Bởi vậy tôi rút một kinh nghiệm, rủi ra ngoài ăn á, ăn 2/3 cái bao tử thôi, để dành 1/3 bao tử về nhà ăn với vợ con. Đó, rủi rồi mới bước chân vô nhà, giờ hỏi ăn cơm chưa, mình nạt lại liền, em hỏi gì kỳ vậy? Sáng giờ chưa có gì trong bụng, anh hết dọn cơm liền cho anh đi. Đó, mặc dù nhìn mâm cơm muốn ói, mà cũng phải ráng ăn. Đó, mà miệng nha, vừa ăn miệng phải vừa nói, trời em ơi, cơm ngon quá, canh ngọt quá, cơm ngon quá, canh ngọt quá. Vậy tôi hỏi bà, một cái gia đình cơm ngon, canh ngọt thì còn gì hạnh phúc bằng. Có đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thảo nào chồng em bước chân về nhà là nó đói tuốt tuột tuột, phải nghi ngờ lại. Vâng, thế thì thưa thế này, thưa giáo sư, bây giờ nãy giờ tôi thấy giáo sư có rất là nhiều chiêu như xin lỗi, cảm ơn, như là ăn thì dành bụng với ăn cho vợ để mà giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà tôi thấy thế này, bây giờ giáo sư rất kinh nghiệm, thì giáo sư có thể cho những ở đây phần đông là phụ nữ không, thì có thể cho tôi biết một vài dấu hiệu như thế nào để chúng tôi biết là chồng chúng tôi ngoại tình không ạ? Cha bà hỏi này hơi kẹt. Sao ạ? Nói ra bể hết, ai làm ăn được gì. Còn mấy ông kia lát dễ quýnh tôi sao? Không, nhưng mà hôm nay chuyên đề về hôn nhân hạnh phúc gia đình, thì bây giờ tôi xin phép hỏi là các chị có đồng ý cho giáo sư cho mình biết một vài dấu hiệu để đề phòng không ạ? Đấy. Dạ, cảm ơn mấy chị. Nếu như các chị muốn thì tôi chiều. Dạ, cuộc đời tôi hình như sanh ra như để phục vụ phụ nữ hay sao? Vâng, cái đó thì tôi hiểu lắm ạ. À, thì thôi bây giờ như vậy. À, để cho có những cái triệu chứng mà mấy bà biết là mấy ông chồng có cái dấu hiệu ngoại tình á, thì như vậy, nếu như các bà có mấy ông chồng thường thường 3 ngày tắm 1 lần, rồi tự nhiên bỗng có một ngày, tự nhiên một ngày tắm 3 lần. Đó là coi vấn đề. Đó. Tức là tắm nhiều thì có vấn đề. Đúng vậy. Rồi thường thường các bà vợ thì thường thường đi shopping, mua quần, mua áo này nọ, bị mấy ông chồng cằn nhằn hoài à. Rồi tự nhiên có một ngày ông chồng, em ơi, em cầm ngàn đi, đi shopping giùm anh đi em. Mặc cho bằng chị bằng em. Hay là lâu quá không thấy em về thăm ba má, không mấy em mua vé máy bay dẫn con về thăm ba má đi. Rồi em ở bển 2-3 tháng đi, bên đây anh lo cho. Đó là có vấn đề. Rồi bỗng từ bi bất ngờ là có vấn đề. Dạ đúng vậy. Vâng, thế thì nhưng mà tôi thấy các dấu hiệu thì dễ tìm quá, rất là dễ. Và tắm nhiều hay là cho tiền cho bạc, từ bi bất ngờ tôi thấy dễ quá. Mà làm sao mà các ông vẫn cứ lường gạt được vợ nhà? Không. Hồi nãy giờ tôi mới nói về mấy ông mà ngoại tình là mới chập chững thôi, mới ra nghề chập chững quậy thôi. Còn các sư tổ là khác. Đó. Các sư tổ chưa có phải vậy đâu. Thường thường mấy ông có bồ ra ngoài nha, về nhà bề đặt là mặt ngầu, không thèm nói chuyện với vợ nhiều. Mà vợ mà lải nhải lạng quạng giả như mặt cái bóp cái là mấy ông ở ngoài đường quậy banh lòng chợ luôn. Đây là chứng tỏ là mình vô tội phải không? Chứng tỏ là mình vô tội. Vâng, hay quá. Và như thế thì nãy giờ tôi thấy đúc kết lại thì đàn ông các ông nhiều chiêu quá, và chúng chị em phụ nữ chúng tôi toàn là sống trong sự lừa dối hay sao? Không phải là lừa dối, mà thà là một lời dối trá tế nhị còn hơn là một sự thật thô thiển. Ôi trời ơi. Có nghĩa là đúng cái câu là tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi, có đúng không ạ? Dạ. Vâng, tôi thấy thì bây giờ như vậy, bây giờ tôi đặt ra một cái
cái hoàn cảnh, một cái tình huống là khó khăn thế này. Bây giờ giáo sư bước về nhà, vợ giáo sư phát hiện thấy có một vết son trên áo, giáo sư trả lời như thế nào với cái vết son đó? Bây giờ là bằng chứng hiển nhiên rồi, giáo sư không thể xin lỗi, cảm ơn hay là ăn cơm nhiều hay gì. Làm sao cái vết son trên áo như thế này, bằng chứng hiển nhiên? Một câu hỏi quá thông minh. Vâng, cảm ơn ông. Mà thường thường các ông chồng quậy á, thì trong đầu mình lúc nào cũng phải sẵn sàng một câu trả lời thông minh. Tôi trả lời cho bà liền. Vâng. Nếu như một ngày nào đó tôi đi về nhà, bên vai tôi có một vết son, vợ tôi có hỏi tại sao vết son nằm trên vai ông vậy, tôi chỉ thẳng mặt vợ tôi nói là tại vì anh yêu em. Sao lại vô lý vậy? Về son môi trên áo anh là anh lừa dối em, làm sao mà anh yêu em được? Em phải hãnh diện, em có một người chồng ra ngoài đường à, còn có một cô gái trẻ đẹp, ngực nở, mông to, tán tỉnh anh, yêu thương anh, mà anh từ chối vì em anh không cho hôn. Nhưng cổ dứt khoát nhào vô hôn, anh né sang một bên trúng ngay dài. Thấy không? Lúc nào phải sẵn sàng thông minh. Trời ơi, trời ơi, tôi thấy tôi bà nào vô phước mới có ông làm chồng ấy ông ơi. Kinh mà quá. Mà có người nào xui lắm mới lấy bà. Thì thế này thôi, thì bây giờ như vậy, nãy giờ mình nói nhiều thôi. Bây giờ giáo sư có một bài học nó hết sức rõ ràng, cụ thể để mình đưa đến cho quý khán giả thật là ngắn và gọn, cho hiểu như thế nào về hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nếu như bà muốn, tôi cũng có chuẩn bị một số bài học. Vâng. Xin phép bà. Vâng. Tôi thì lúc nào cũng phục vụ chị em phụ nữ. Dạ, vâng, vâng. Tôi sẵn sàng. Gặp tóc giáo sư toàn mì gói không? Bận rộn quá, ăn mì gói khách cứ nhiều quá. Mời giáo sư, mời giáo sư. Trên tay của tôi cầm một cái tờ giấy. Bây giờ tôi xin phép hỏi bà, bà nhìn thấy gì ở trên cái tờ giấy này? Tôi thấy một cái chấm đen. Xin bà nhìn kỹ. Thì tôi thấy một cái chấm đen. Bà thấy một chấm đen? Vâng. Bà chờ tôi không xin. Tin thì xin dạ, bà. Ông hỏi quý vị khán giả. Dạ chào chị. Dạ xin phép chị tên gì? Dạ tôi tên Mai nha. Dạ xin chào chị Mai. Vậy bây giờ trên tay của tôi đang cầm một tờ giấy. Xin chị cho biết là trên tờ giấy này chị thấy cái gì? Vâng, một chấm đen ạ. Dạ một chấm đen. Một chấm đen. Vâng. Dạ. Dạ. Dạ chào chị, xin phép chị tên gì? Dạ, chị Ánh. Dạ chị cho biết là trên tờ giấy này chị nhìn thấy cái gì? Dạ, thấy chấm đen. Thấy chấm đen. Chấm đen. Vâng, rồi. Tất cả mọi người đều thấy chấm đen, giống như thôi thấy một cái chấm đen thôi. Dạ, ok. Vâng, mời giáo sư. Dạ kính thưa quý vị, tôi đang cầm trên tay một cái tờ giấy. Tôi hỏi ba người phụ nữ đều trả lời thấy một cái chấm đen, mà không ai thấy một cái vành trắng nhất như vậy. Chứng tỏ cho thấy là các bà chỉ nhìn vào điểm xấu của các ông chồng, mà không thấy những điều tốt bự thừa lừa vậy không thấy. Giáo sư có thể cho tôi mượn chút xíu được không ạ? Vâng. Thế là nãy giờ có nghĩa là giáo sư nói là cái tội của ông chồng nhỏ xíu mà cái... Đúng rồi, thường thường vâng, mấy bạn còn cái tốt nhìn... thì cứ to thế này không nhìn, cứ chăm chú vào cái. Nhưng mà xin thưa với lại giáo sư và cũng như là với các đấng đàn ông thế này, chị em phụ nữ chúng tôi đó, thấy tội ông chồng nhỏ xíu thế này, nhưng mà nếu không ngăn chặn kịp thời, không dao găm, không axit, không đánh ghen, thì cái vết này nó sẽ to thế này này, nó sẽ lem thế này, đúng không ạ? Nó sẽ lem thế này nè. Mà khi một cái tờ giấy trắng nó lem thế này thì sai làm sao được, chỉ có việc xé mẹ vứt đi thôi chứ có làm được đâu ạ, đúng không ạ? Đấy, chỉ có thế thôi. Vâng, nhưng mà tôi xin thưa thế này, xin thưa với lại ông thế này nha, đấy là chị em phụ nữ chúng tôi nói thế thôi. Thực sự ra chúng tôi không phải chỉ có một tờ giấy này, chúng tôi có cả một cuốn sách 100 trang giấy dự trữ thế này đấy ạ. Đấy, chứ không phải giỡn nha. Coi như là cái tờ nào mà không xài được là tôi xé. Đấy, tờ nào không được dơ là xé thay tờ khác. Đấy, thấy chưa? Đấy, tôi dằn mặt các ông là như vậy đấy. Không phải là giỡn đâu đấy. Dơ là xé này, đấy, dơ là xé liền. Đấy. Trời ơi, tình cảm nó xé cái rộp và giả mang kia. Bây giờ xui chung nào lấy bà này quá. Không, đấy là tôi nói gì? Tôi nói là về vâng, cảm ơn ông dọn dẹp dùng cái mấy cái giờ giấy, cảm ơn ông nhiều lắm ạ.
Nhưng mà đấy là tôi nói về cái lý thôi. Cái lý khi nào dơ là mình bỏ, dơ là mình bỏ. Giống như là trong 100 trang trắng như thế này, tại sao tôi lại chọn ngay cái tờ dơ như thế này, đúng? Cũng như là trong bao nhiêu chục ngàn người đàn ông, tôi lại chọn một người đàn ông để làm chồng. Thì cái người đó tốt thì tôi nhờ, mà xấu thì tôi phải chịu. Vâng. Sao chị chế tôi? Bây giờ tôi nói như thế, tại vì ông bà ngày xưa cứ nói là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đấy, bây giờ mình gặp mới đây, tờ giấy trắng để chấm đen rồi có tờ giấy trắng khác là chấm xanh, tờ giấy trắng chấm đỏ đấy, không có vỏ dưa có vỏ dừa. Mà phụ nữ chúng tôi Việt Nam thì nghĩ là thôi đi đâu loanh quanh trên đời mỏi mệt, tất cả phải cố gắng chịu đựng, mắt nhắm mắt mở để chịu đựng ông chồng cho gia đình vui vẻ, đúng không các chị? Đúng là tinh thần của một người phụ nữ Việt Nam. Vâng. Tôi xin thay mặt cho ông chồng bà. Vâng. Chúc mừng cho ông chồng của bà. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Ủa nhưng mà nãy giờ nói chuyện tôi quên hỏi về ông chồng ở đâu? Chồng tôi à? Ừ. Nó đi mẹ Việt Nam rồi. Trời ơi, nó bảo là coi như là quê hương là con diều biết về, không bao giờ tìm con diều, toàn tìm con gái không à. Trời. Đấy, tất cả những cái tật xấu ông nãy giờ ông nói là toàn bộ là chồng tôi nó có hết đấy. Phe này nó về nó chết với tôi thật đấy. Tôi thật đây, mà giấy thì tôi xé tan nát 100 trang luôn đấy nhá. Xin lỗi. Sao chị như tự nổi cơn ghen tầm bậy tầm bạ vậy? Tôi quên, xin lỗi. Tôi phải chồng chị đâu. Thì xin lỗi, vẫn còn hỏi. Thì thôi bây giờ tôi một lần nữa xin thay mặt ông chồng của bà xin chia buồn cho ông. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Dr. Phil ạ. Dạ. Yeah. Giờ thì chúng ta đã hết ạ. Vâng. Và xin thưa với quý vị là cái cuộc hội thoại tuần sau đó, chúng ta sẽ chuyên đề về làm sao trị tội các thằng cha chồng cả trớn ạ, do tôi đảm trách. Vâng, xin chào quý vị ạ. Yeah. Lôi hả Lôi? Tại sao giờ này tao ông tao bà còn chưa lên trình sớ ta? Cái gì? Email với Facebook hả? Ta đã nói rồi, mấy cái nước nghèo thì mình không nói, những cái nước giàu như là Nga, Trung Quốc nè, Mỹ thì phải lên trình. Quá anh nhỉ? Thiên đình mà vắng vẻ thế này. Thế thiên sứ với là Ngọc Hoàng đâu rồi? Không lý là đi chơi football. Bà đây nè, Ngọc Hoàng đây nè. Oh, good morning Ngọc Hoàng. How are you? What's up? Khỏe không? Dạ khỏe. American apple. Dạ. Wow, phi thuyền ông lên đây nhanh thiệt à? Dạ con lên đây từ tuần trước đó Ngọc Hoàng. Thế. Nhưng mà con ghé Pasadena coi đại nhạc hội hoa hồng. Nhưng mà con cũng phải ráng thu xếp lên đây để chỉnh sớ cho nó on time. Good. Rasita lia pani karus bam lali tiu mikinari koi vikachi ana vikachi usa na viso tiu mikinari koi. Hey, bầu vừa ra dây người ta sẽ kêu là dây bầu, bầu rửa vừa ra bông người ta sẽ kêu là bông bầu, bầu nấu sôi bỏ tôm khô người ta kêu là canh bầu, mấy con bụng to người ta sẽ kêu là bụng bầu. Rasago. Gimonon Rasa. Rimonon. Ngọc Hoàng. Ủa sao giống danh hài Thúy Nga quá vậy? Dạ, Thúy Nga nó xấu hơn con. Dạ, con tên là Thúy, sống ở nước Nga. Con đại diện táo Nga qua đây trình sớ Ngọc Hoàng ạ. Thúy ở bên Nga? Dạ. Bên Nga giờ này lạnh lắm phải không Thúy? Dạ lạnh lắm. Tao nói mùa đông ở bên nước Nga, tao nói tuyết nó ngập lên tới... Dạ không có tới nách. Mà hả, con thì điện nước ga đầy đủ, nên con phục vụ sưởi ấm hết cả mùa đông, thậm chí còn cung cấp qua nước Pháp và các nước châu Âu nữa. Good morning Rosa. Apple, how you doing? Good, thiếu kèn. Thiếu đâu mà thiếu, đưa kèn con cho ba thổi đi. Dạ không,
thiếu kèn là thén kiều đấy. Cái kèn cha này bự chà bá, con thổi chắc con chết rồi. Nói chung là nhìn cái kèn của anh, em xin lỗi anh chịu không nổi. Thiếu kèn là thén kiều. Tại vì tiếng Nga hay viết ngược. Nên hãy tiếng Mỹ mà nói lái ngược lại là tiếng Nga. Ngọc Hoàng so smart. Ngọc Hoàng mà. Dạo này anh Obama với Putin còn cãi lộn nữa không? Dạ không có đâu, cãi lộn thôi, cãi thiệt mà. Cái bà này hay thật. Người văn minh người ta không gọi đó là cãi lộn, người ta gọi là hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Tôi nói là cãi lộn nghe chưa? Tôi nói là cãi lộn, tôi thích cãi lộn. Cái bà này hay thật đấy, mềm mại như thế đấy, cười cười nói như vậy đấy, nhưng mà đêm về là sách hỏa tiễn bắn người ta, phải không tao Nga? Nè Tí Mạo, em quên lộn, tao Mỹ. Đừng có vu khống cho người kẻ gian mà nói oan cho người có tội nghe chưa. Ông là táo Mỹ, ông bự con như vậy á, ông đừng có ăn hiếp đàn bà phụ nữ người Nga chúng tôi. Ở Mỹ đàn ông á, đàn bà là phải lady first đúng không? Đừng có vu khống như vậy nghe chưa. Thôi được rồi. Dạ. Cãi nhau như là cái chợ trời vậy. Ở dưới bắn quả tiện cho đủ hay sao? Lên đây mà phun bọt phun nước ướt cả trời. Dạ con đâu có phun bọt phun nước gì đâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, những giọt nước bọt rơi là những giọt lệ ngọt ngào. Bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiên, nên gió đánh nghe sao? Dạ. Lộn bài rồi bà ơi. Phải không? Lộn hả? Dạ, con biết mà. Ngọc Hoàng ơi, coi chừng Mỹ nhân kế đó, tao Nga dùng Mỹ nhân kế đó. Mỹ nhân kế à? Dạ. Nhưng ta khoái. Mọi lúc ta vui thì bầu trời sẽ đẹp. Dạ. Những lúc ta buồn thì trời sẽ đổ những cơn mưa. Đúng rồi, người ta có câu trời có lúc nắng lúc mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái nói một là hai. Em Nga nói sao cũng được. Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng, cho con xin phát biểu ạ. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, giữa chốn thiên đình con đề nghị Ngọc Hoàng nên nghiêm chỉnh tí xíu ạ. Cha nội nghiêm chỉnh tùy năm cha nội. Năm nay năm con dê, phải để cho Ngọc Hoàng thả dê, nhe răng dê ra đốt chứ. Nga hiểu ý trời đó. Dạ. Ý trời mà ai dám cãi. Thôi chắc tấu tàu á. Cái này tung chỗ rồi nha. Tao tàu là tới à, lời à. Y hoàng quan quan sợi, quan sợi quan quan sợi. Trái nè Apple, ni hao, ni hao. Bố tao tàu à. Good morning à, good morning, Ngọc Hoàng à. Good morning anh tao Mỹ. Trái nè Apple, good morning. American Apple, cái này là Russia Apple. Good morning, Lý Hào, ni hao. Ni hao, Lý Hào, có bánh bao không? Móc cho ăn à. Cái này không có à, bố lem lên nhiều lắm, một chút nữa lãi nha. Vậy hả? Ai dạ? Đã lâu lắm rồi không về thăm lại cái bến tre. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cái cầu dừa. Dạ con chào Ngọc Hoàng. Táo vàng bạc đá quý đây à. Dạ không, con táo Việt Nam ở bến tre. Ôi Ngọc Hoàng quên con rồi hả? Năm ngoái trước khi về con có gửi lại cái phong bao bì dày dày đó Ngọc Hoàng nhớ không? Táo Việt Nam bến tre phạm dạ, thượng. Dạ con làm gì phạm thượng Ngọc Hoàng? Tại sao mi mặc bộ đồ màu vàng đó là của ta mà. Dạ, dạ tôi xin lỗi Ngọc Hoàng. Dưới đó nhà con không có cái gì hết đó Ngọc Hoàng, chỉ có hộp xoàn với là vàng thôi à. Mà có nhiêu con quất lên hết lên đây đó, nhưng mà lên đây con mới dám bận á. Chứ ở dưới đó trời ơi chắc nó chém con ra ngàn mảnh. Nó cướp sắt mà nó cướp cổ nữa. Không cảm, không cảm. Dạ. Dạ chào anh hai. Chào cái gì chứ dạ. Mình đi chung mà. Dạ. Chào chị ba. Dạ. Chị Nga nha, chị Nga. Dạ chị Nga. Anh Tâm Gâu. Ok xa lén. Ok. Thưa Ngọc Hoàng, dạ năm nay con cũng có cái gói vuông vuông con tặng Ngọc Hoàng. Vàng. Dạ cái vỏ ngoài bọc vàng thôi chứ trong là mứt dừa. Đặc sản của Bến Tre mà.
Dạ, con nào cả đêm mới được một gói đó. Dạ. Trời ơi, tôi nói anh phải chứ tôi vừa nhìn cái hàm răng của ông tôi biết ông là người Bến Tre rồi. Ủa đại gia mà tặng mứt dừa vậy thôi đó hả? Dạ, cái lòng vậy thôi. Mà nạo cả đêm được có một gói vậy thôi đó hả? Dạ, có một gói à. Cũng may à, ông mà nạo nguyên ngày không biết cái răng ông đưa ra tới đâu à. Tôi nói cái thằng cha này là hối lộ chuyên nghiệp rồi. Với Ngọc Hoàng mà còn hối lộ rồi đấy. Ừ, hối lộ. Cái này Tết nhất tận tặng cho Ngọc Hoàng vui mà. Dạ, Ngọc Hoàng vui, nhận đi Ngọc Hoàng. Thôi được rồi. Dạ. Táo Việt Nam lên đây bằng phương tiện gì? Dạ, dạ con đi có gian chung với anh Táo Tàu. À, là vậy mà tôi tưởng đi bộ chứ. Dạ không có, đây là đại ca của con. Chứ còn nước con làm gì có phi thuyền mà bay. À. Dạ, nhà nước cũng có kế hoạch là sẽ chế phi thuyền. Nhưng mà nghe đồn đâu tới 3,000 mới chế xong. Ôi, mèn ơi. Dạo này ta nhìn thấy nước Việt Nam cũng giàu có lắm à. Dạ đúng. Rất là nhiều đại gia nè. Dạ, đại gia cũng có mà đại bác nó cũng nhiều. Dạ, nó nổ không à Ngọc Hoàng. À, nhưng mà ta thấy là có nhiều massage nè. Dạ. À, nhiều sauna nè. Dạ. Nhiều quán bar, nhất là nhiều quán nhậu nữa. Trời ơi, nói cái vụ ăn nhậu là tao nói không ai bằng Việt Nam mình, nó số 1. Trời ơi, tao nói đẳng cấp quốc tế. Cái số lượng mà bia tiêu thụ, bia rượu đó Ngọc Hoàng là đứng nhất đó Ngọc Hoàng à. Mới đây đi Việt Bắc Cam còn phải vô bán rượu nữa đó Ngọc Hoàng. Cha này vô duyên chưa từng thấy. Tưởng khoe cái gì thành tích ăn nhậu bia rượu đứng số 1 thế giới. Dạ. Nghe tôi khoe này. Khoe gì anh? Hương Ngọc Hoàng con bỏ thuốc lá 3 năm rồi đó. Trời ơi, cha Táo Mỹ này chắc họ lãng tên ngách nè. Nó bị liên rồi. Nó không liên quan hết trơn à. Chẳng liên quan gì, nó bị liên rồi. Nhưng mà dạ, dạo này ta thấy Việt Nam cũng đang nhiều công trình đang xây dựng lắm à. Dạ đúng luôn. Trời ơi, Việt Nam mình xây dựng nó cũng có mà xây cất nó cũng nhiều. Dạ. Nói bậy nữa, xây dựng với xây cất thì nó là xem thôi. What a different. Khác hẳn. Khác thế nào? Trời, anh nghĩ coi, bây giờ mình xây dựng thuần tí thì lấy cái gì mà ăn nổi. Mình là phải sao? Xây cất nó mới đọc. Là sao? Nghĩa là mình xây phân nửa cái mình cất phân nửa. Cái mình xây phân nửa cái mình cất cho tôi phân nửa. Trời ơi, mới có cái để ăn. Trời ơi. À, tôi hiểu rồi. Vậy là nhiều nước mà viện trợ về là coi như ông xây nữa, ông cất vô nữa đó phải không? Kia nó không biết chừng á, tùy theo nước nào cho nhiều thì nó cất nhiều á. Dạ, 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 dạ. Thôi, cái dạ, đó nó đã show trên computer của trời hết rồi. Ủa, có hả? Computer có hả? Có hả? Ngọc Hoàng. Cái computer ở lâu vậy? Ngọc Hoàng. Dạ, dạ, đâu đâu Ngọc Hoàng. Computer trời mà mắt phàm các ngươi làm sao thấy được? Computer, bởi vì nó gọi là thiên cơ. Thiên là trời, cơ là mái, nên ta mới có câu thiên cơ bất khả lậu à. Nè nè, thiên cơ bất khả lậu á. Ý của ông nói bây giờ coi như là mái của nhà trời là mình không có bán in bán lậu được đó. Yes. Giờ mình tính bán lậu à. Nè, sao con người của ông á lúc nào cũng có nghĩ chuyện bán chui bán lậu vậy? À, bày quá. Mai mốt mà có bán chui bán lậu á. Dạ. Rủ tôi hợp tác đi nha. Con lại hai ông bà thôi. Dạ. Mấy của chơi là tối tân lắm. Ừ. Đúng không? Nói là hai technology mà là. Ây da, cái gì lý lôi tôi tần chứ. Lý biểu nó lưu cho ngộ đi. Một tháng sau à. À mà không à. Một bữa ngộ, một mà ngộ có cái hàng nhái y chang vậy. À. Mà phải cho ngộ để cái chữ Made in China giống vậy ngộ mới chịu. Vi phạm tác quyền. Hay. Cái này là vi phạm tác quyền. Ây, tác phạm. Vi phạm tác quyền gì chứ. Ngộ là thiên tử hay là con của trời. Trời cho, không có tính tiền tác quyền á. Hay. Thôi, ngươi đừng có hòng. Trời đã bắn cái cô trời vô đó rồi. Cái cốt trời đó không có lậu được đâu. Ây da, ngộ bó tay à, ngộ thua ông trời rồi. Ngọc Hoàng hay quá, năm mà quanh là Ngọc Hoàng. Yeah. Trời mà làm sao thua đất được. Không phụ, không phụ. Thôi, hết giờ rồi, chỉnh sớ lên đi. Dạ, 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 dạ. Chỉnh sớ dạ. Không, tôi tới trước à. Ta kinh bẩm tới trước. Dành nữa là kinh bẩm Ngọc Hoàng, nước Mỹ mùa màng cũng tương đối khá, nhân tình khỏe quá, khắp các tiểu bang buôn bán làm ăn có nhiều thuận lợi, vừa vào bảo hiểm Obamacare, dân nghèo khỏe re hưởng nhiều benefit, từ đứa con nít cho đến cụ già, tiền khỏi đóng ra mà còn được lại. Nhà giàu thương mại thì lại chán vèo, không hưởng đồng nào thuế cao nhiều chỗ,
chính phủ bù lỗ những khoản chống cho, vì phải còn lo vấn đề quân sự, lính Mỹ tham dự đánh trận miền xa, dẹp loạn quân ma quốc gia Hồi giáo, quốc hội nhốn nháo ngân sách đột dần, phải vướng nợ nần của anh tao chết. Hay à, phải rồi. Hey. Tao Nga cũng mệt là gì, chính phủ mình thay đổi lên tình dân tình khốn khổ Âu Châu nhiều chỗ, thái độ bất hòa, quốc hội rầy rà, bu tinh thao túng chia quyền manh mút để dễ ra ngoài, kiểm soát trong ngoài giật dây chính trị, muốn làm anh chị các nước Đông Âu vũ khí làm giàu, ai mua thì Nga bán Urai mua đạn quả tiễn phòng không, nước nào đụng ông là ông bắn chết. Bàn treo. Hay à, bàn treo. Bàn treo. Cha già, cái lý này lúc nào cũng muốn bắn hết trơn à. Để tới ngộ, tới ngộ. Băng giả mà chết cái gì chứ. Tới phiên tao trẻ tạc cái la phẩm ngọc bao hoàng, lầu lâm dương lệch la ngày tam thăng bà mây bài Malaysia ba con số 7 239 hành khách đã A Châu, không biết bay lâu mà bay mất dạng, khiên ca ngao lưu các bạn phải ra sức đi tìm, nhưng vẫn im lìm mà chìm trong tuyệt vọng à. Dạ nước Việt Nam con cũng bỏ cái bạc tỷ ra phụ đi kiếm đó Ngọc Hoàng. Thế à, dạ tao xin nhân tấu à. Trời ơi sợ tao nói... quân về mà nhỏ xíu mà dài thồn vậy chứ. Sao của ông dài quá vậy ông? Dạ nhỏ mà nó có vỏ. Dạ con xin dân sớ à. Dạ chuyển buồn Hàn Quốc ở trên một chuyến phà, cha mẹ ông bà cho con đi nghỉ mát, học sinh ngơ ngác tới đảo Chi Chu, tàu chạy êm ru trên vùng biển rộng, bỗng nhiên biến động đụng phải đá ngầm, trời đất tối sầm mà phà chìm mà nguy khốn, 13, 14 tuổi nhỏ Quảng Trinh, máy gọi truyền tin khẩn trương cấp cứu, trở tay không kịp nước cuốn phà chìm, người chết khó tìm mà nhiều không kể xiết. Cái gì lý cười á? Ê anh Tám Cậu, cái đặc giá này vô duyên lớn luôn. Anh xin đó, cái chuyện nước ông Tông cùng đi báo cáo, ông mang chuyện Hàn Quốc Hàn Thùng ra đây ông báo làm cái gì? Anh đấy là ngộ nha. Bây giờ Việt Nam tôi thích theo cái phong cách Hàn Quốc, đúng không? Tôi thích ăn Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, để tóc Hàn Quốc, coi phim Hàn Quốc. Nói chung là tụi tôi thích quốc rồi Hàn rồi quốc. Nói chung không biết như thế nào là Hàn Quốc, cho tôi thấy nhìn ông là tôi thấy ông giống Hàn gió đá lắm. Bây giờ Ngọc Hoàng ơi, bây giờ nói cái người Việt Nam này không có còn coi phim Tàu nữa, nó bỏ phim Tàu của ngộ rồi, nó coi phim Hàn Quốc thôi. Nói chung là tôi thấy là người Việt Nam nhiều chuyện quá, nói chuyện không liên quan gì nước mình hết trơn. Em xin lỗi, em nhiều chuyện. Dạ em không nói chuyện Hàn Quốc nữa, em nói chuyện Việt Nam của em được không? Dạ chuyện Việt Nam đây. Dạ tới chuyện Việt Nam, ông Tập Cận Bình. Hay à, ông Tập Cận Bình là của ngộ mà, sếp của ngộ mà. Nhưng mà nó có liên quan đến nước em. Vậy hả? Lôi cho đi. Em nói được không? Lôi đi. Anh hai kỳ quá à. Dạ ông Tập Cận Bình đầu hè tháng 7, ngứa mình ngứa mẩy đẩy những giàn khoan, sắp lớp văn hàng biển đông dậy sóng, với nhiều tham vọng chiếm hoàng trường xa, lưỡi bò đưa ra Việt Nam em lo sợ, lên tiếng la làng Trung Quốc ngang tàn dở trò xâm lấn. Ngọc Hoàng xử đi, Ngọc Hoàng xử đi. Hay Ngọc Hoàng à. Sự cái gì chứ? Cái liền ngộ nói cho liền nghe là cái gì có cái chữ Sa đó là của Trung Cộng hết hả? Bây giờ Trường Sa là Hoàng Sa, là Cần Sa là ngộ lộn, không phải Cần Sa là của ông Lầy. Rồi cái Sưng Sa là Lục Tàu Sa, là Hằng Hà Sa là bay đó, bay Hằng Hà Sa là của Ấn Độ ông nói. Ngộ lộn nữa. Anh nói hơi nữa chắc em lấy cà sa em uống cho anh luôn quá. Không phải, hột vịt hột ngà còn lộn huống chi ngộ lên. Nhưng mà Hoàng Sa với Trường Sa có cái bản thương mại lằng hoàng mà. Biết đâu giấy đó là giấy giả ông nội. Bây giờ cái gì mà ông nội không làm giả đâu, nói tôi nghe. Ây da, lị chọt ngộ hoài á. Không, nhưng mà em thấy anh chọt đúng. Đúng cái gì chứ?
Anh chọn đúng, em nói cái này nè, cái giấy thỏa thuận đó đó đâu có ai kiểm chứng đâu, đúng không? Yes. Bây giờ á mấy ông cho nội cho na là coi như ổng giả hết. Một hoàng nghĩ thử coi, bây giờ nè, hủ tiếu ông cũng giả nè, mì giả nè, gạo giả nè, trứng giả nè, thiếu điều táo cũng giả luôn nữa. Cái này táo thiệt à, không phải táo giả à nha. Không, có chức phận lần hoàng á. Không, anh là thiệt, nhưng mà apple của anh là giả. À dạ. Táo của anh làm giả. Nè, một hoàng nghĩ thử coi, bây giờ nè, thức ăn nè, ổng bỏ đồ ba cái thực phẩm đồ vô trong đó, rồi Ngọc Hoàng nghĩ tôi coi rau cải mới có trồng hôm qua cái hôm nay ổng đem ra ổng bán liền à. Hay à, lý gì lý hỏi mấy cái lưới hải quan của lị lị chứ, tại ngộ cho tiền nó mở cửa cho ngộ vô mà, chứ đâu phải vô phi đâu. Nhưng mà ba cũng phải nghĩ đến sinh mạng con người chứ ba. Hay à. Ôi nói gì nói chứ tôi thấy cũng lỗi, tại ông Việt Nam là thích mua rẻ nên... Trời ơi, sao mà năm nào sớ cũng buồn hết trôi. Ta biết phải làm sao cho nhân loại bớt kêu trời. Đau xót lòng ta chẳng nói được nên lời. Ông trời ơi, coi cái gì mà lôi cả thế giới này à, lang nghĩ sợ chạy la. Táo đầu đứng có ba hoa, hoa thì không sợ đứng ra giải hòa. Tanh kiều anh Mỹ của em, cho em nấp bóng đi về bình yên. Ây da. Dạ cho em nấp bóng đi đây, đại ca. Dạ. Không phải khen chứ, tôi thấy bốn ông ca cải lương á, là tôi thấy ba ông này á, là ca được nè. Riêng cha này đứng theo ngành cải lương nha. Ông ca tới đâu là người ta ném đá tới đó đó. Trời ơi, cái giọng gì mà đi đòi đi thi Vista vô trung tâm tiếng Nga ca với Hương Thủy. Gan thiệt à. Còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi. Dạ con. Trời ơi. Lừa dành nữa, để tôi báo cáo nhiều quá nè. Thế giới khổ vì dịch bệnh Ebola là nhiễm lan xa chết người vô hạn. Có cô họ Phạm tên gọi Nina nhiễm bệnh Ebola vì cô là y tá, bác sĩ thường qua bệnh viện Maryland chưa trị thuốc men giúp cô lành bệnh. Obama cho lệnh rước tới White House, tình cảm dạt dào ôm hôn quý mến. Nhưng vui thì ít ra nạn khổ thì nhiều, gì trên thế giới còn lắm thiên tai, động đất sóng thần bão giông lửa cháy. Ngọc Hoàng xem xét giảm bớt cho con nhờ, nạn đói nạn nghèo còn tràn lan thế giới. Tại vì kiếp trước phá rừng xuống biển thử bom nguyên tử nên bây giờ ta không thể cứu được nữa, hậu quả phải đành thôi. Trời không cứu nổi. Ý của Ngọc Hoàng nói bây giờ là con người của mình là phải biết lo tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì con nói thiệt với Ngọc Hoàng, dân Việt Nam con bây giờ làm phước làm thiện dữ lắm đó Ngọc Hoàng. Bây giờ ta có tiền là người ta cất tiền. Không, dạ có tiền là mình cất chùa. Trời ơi, ta nói tuần nào cũng văn nghệ gây quỹ xây chùa, anh em ca nghệ sĩ con đi hát mà mệt nghỉ luôn vậy đó. Rồi con hứa với Ngọc Hoàng bây giờ coi như là mình phải tu ta bớt cái tánh tham, đúng không Ngọc Hoàng? Đúng. Dạ, bỏ cái tánh tham. Bây giờ tới ngộ là tới ngộ còn một chỗ là còn ngộ tâu tiếp đó là dạ bẩm Ngọc Hoàng, có nước Ukraine à, mua quả chiến à, băng máy bay dân sự à, băng chẳng thương tình người dân vô tội, thế giới nghi tình anh Nga xuôi bậy. Ai xin đừng nói vậy, chưa biết thật hư, Nga vốn vô tư, Nga không có tội, quả tiễn Nga bán ai bắn mặt ai, Nga vẫn giả mai đứng ngoài pháp luật. Còn cái chuyện giang Hồng Kông thì sao? Hồng Kông biểu tình loài tự do bầu cử, Bắc Kinh cự lự làng ấp nhân quyền, có một sinh viên lầy lòng nhiệt huyết lưng lên lãnh lậu với trẻ Hồng Kông, chàng vua so quân kết ta loạn tranh lốc, cả chục ngàn người lông quá trời lông. Ông ơi, ông đọc là đông quá trời đông, ông đừng có nói lông quá trời lông. Thì ngộ nói đông quá trời lông, thì ngộ nói lông quá trời lông, tại cái giọng ngộ vậy mà. Thôi được rồi, để tôi làm cú này nữa nè. Bầu cử nước Mỹ dân biểu tiểu bang, người Việt hải ngoại cũng thật là vẻ vang, sánh bước hiên ngang vào đường chính trị, có rất nhiều vị đắc cử rình rang, nghị sĩ liên bang hàng đầu dân biểu,
đó là dấu hiệu sức mạnh cộng đồng. Người Việt một lòng thương yêu đoàn kết à. Như vậy thì tới phiên Ngọc Hoàng, ta cũng có sớ cho các ngươi. Trời ơi, sớ Ngọc Hoàng hú hồn. Ngọc Hoàng mà, các táo nghe tao nói nè. Dạ. Tao Mỹ, tao Nga, tao Tàu, tao Việt. Dạ. Đừng nên phân biệt chủng tộc màu da. Nhân loại một nhà cùng nhau hòa hợp. Đừng nên xung đột gây hấn chiến tranh. Chứ có giật giành chủ quyền nước khác. Hãy nên bảo vệ thế giới tự do. Nước no ấm dân tình ấm no. Dạ con xin thưa dạ. Hết năm Giáp Ngọ ức nghe mùi lại sang. Kính chúc bà Ngọc Đế long thể an khang. Trời đẹp vẻ vang bao trời mà vũ trụ. Hoa sừng hé nụ Tết đã đến mừng vui. Con mừng tuổi mẹ chúc Tết ông bà tuổi trẻ tài hoa học sinh lỗi lạc. Đỗ đạt thành danh lộc mới nên cành đón chờ tiến sĩ. Ai chúc cho thế giới vạn sự bình an, kinh tế huy hoàng, muôn nhà no ấm. Thôi đến giờ tao thành dũng lùi, Ngọc Hoàng hưởng xuân tràn ý xuân. Ngọc Hoàng vui đất trời xinh tươi, muôn lá hoa sắc hương rạng ngời. Lạy trời ban đức âm thiên hoàng, cho thế gian sống trong thanh nhàn. Thần cầu chúc năm mùi dễ dàng, lòng cầu chúc vui. Cô làm cái gì vậy? Dạ, em ra mở cửa văn phòng nha sĩ. Cô mở cửa phòng mạch hay là mở cửa động? Là cái gì mà nhí nha nhí nhảnh vậy? Trời ơi, bệnh nhân tới đây nhổ răng là nhờ em không á. Ta tới là nhìn em, ta nhức răng qua ta thiết. Xong ta vô ta nhổ không á. Biết bao nhiêu nha sĩ muốn ngướng em về á. Bực mình. Em cầm cho, nhiệm vụ của em mà. Ủa, trời không mưa mà cũng mặc áo mưa làm chi vậy nha sĩ? Nha sĩ đâu còn gì nữa bảo hiểm nữa đâu mà cần phải mặc. Mặc trước chắc ăn cô ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạ, thôi cởi cái đi nha sĩ. Ừ. Ê, từ từ. Trời sao? Ơi, có chừng rớt tóc giả của tôi. Yên tâm đi, nha sĩ đâu còn gì thiệt đâu mà không giả. Ngậm miệng lại. Chi vậy? Có chừng rớt hàm giả luôn bây giờ. Ê. Ngày nào không làm chuyện này hết trơn á. Ừ. Làm như bị bại liệt hay sao á. Già dễ sợ. Ủa, mà sao hôm nay mặc nha sĩ buồn bộ gia đình có người chết hả nha sĩ? Nhà không có người chết. Dạ. Nhưng mà trong lòng tôi đang chết đây nè. Bộ ung thư ruột hả nha sĩ? Phải. Mỗi tuần á. Dạ. Trung bình tôi nhổ 10 cái răng. 10 cái răng. Một năm á là 540 cái. Dạ. 20 năm trong nghề á, tổng cộng là 10.800 cái răng. 10.804 cái răng. Mà sao lồi ra có 4 cái nữa? Bữa có nhổ phi cho em 4 cái, không có ghi. À. Đó. Vậy mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi. Trời ơi. Tôi biết chắc là nó không có mê bả. Dạ. Nó chỉ muốn hốt cái đống răng của tôi thôi. Trời ơi. Thằng đó chắc miệng nó bự lắm, nó mới mua nuốt được mười mấy ngàn cái răng vô bụng. Không phải, ý tôi nói là cái tiền á, nhổ răng tôi đưa hết cho vợ tôi giữ, nó muốn lấy đó mà. Trời ơi, bà bác sĩ thấy đàng hoàng lịch sự vậy mà trời cũng lăn loàn quá hả? Thôi đừng buồn, đừng có giữ người ra đi,
hãy giữ người ở lại, bỏ đi lấy người khác. Lấy ai bây giờ? Em chứ ai. Trời. Tha là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Lát mở bài đó cho nghe hay. Lấy cô thà tôi ở vậy sướng hơn. Ủa sao ai cũng nói em câu này ta? Mà tôi tức lắm. Gì tức nha sĩ? Phải chưa, bắt cặp cái thằng nào đẹp trai tôi không nói, đằng này bắt cặp cái thằng xấu quắc à. Đâu có gì đâu, cái đó là gu của bả mà. Gu bà bác sĩ bà khoái xấu xấu vậy đó. Chứ bà khoái đẹp ngày xưa bà đâu có lấy bác sĩ. Có duyên quá cho nên bây giờ còn hơn không nữa nha. Sao ai cũng nói em vậy hết trơn người ta. Tức lắm, nó xấu lắm biết không? Biết, cho mượn coi coi có hình ảnh gì không? Đây, có nè. Đây. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Không nãy hả? Ừ. Wow. Nhìn kỹ bây giờ mới thấy quen quen. Bạn trai của cô hả? Đâu có, bạn trai em là anh cào rách mặt đó rồi. Thế sao cười? Ai vậy? Tào lao. Cười cho cố bác sĩ. Em tưởng có mình em vô duyên chứ. Bệnh nhân của mình. Cái gì? Ông này ông tên Nguyễn Công Hàm. Bệnh nhân của tôi? Dạ. Tại bác sĩ đông khách, bác sĩ không nhớ, chứ em nhớ. Tại ông này ông có cái nét đẹp xấu lạ. Nhớ dai. Nó tên Hàm à? Dạ. Bộ lúc mới sinh ra, bà má nó biết trước là nó có cái hàm răng nạo dừa hay sao đặt tên Hàm vậy ta? Ba mẹ nào mà biết trước? Ba mẹ bác sĩ cũng đâu có biết bác sĩ bự con đâu, cho nên mới đặt là Quỳnh bé đó. Chứ đáng lý là phải đặt bác sĩ là Quỳnh bự hay là Quỳnh sệ gì đó. Sệ quá, xuống cấp, phải nâng lên, hiểu không? Có nhiều nâng nhiều. Em nâng dữ lắm, nâng lên sệ quá. Bệnh nhân của tôi ha? Dạ. Ủa bác sĩ mà bác sĩ định trả thù người ta hả bác sĩ? Thằng này ta tới đây là ta tới số đó rồi. Trả thù người ta hay gì mà tới số? Dĩ nhiên. Sách y khoa có dạy. Dạy gì à? Đừng bây giờ chọc giận nha sĩ. Dạ. Trừ trường hợp mình đã rụng hết hai hàm răng. Trời ơi, sách gì giết tào lao vậy trời, phải không? Tôi nói cho cô biết. Dạ. Trong lịch sử cổ kim không có bệnh nhân nào mà dám dê vợ nha sĩ hết. Ồ. Tại vì khi nó ngồi lên chiếc ghế này, có nghĩa là nó đã phó thác cuộc đời nó trong tay nha sĩ. Chiếc ghế này có thể là một ngai vàng êm ái, nhưng cũng có thể là một cái ghế điện dành cho kẻ tử tội. Trời trời, đi nhổ răng mà làm như đi tử hình hả? Cô không biết đâu. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, người ta không sợ gặp bác sĩ mà chỉ sợ gặp nha sĩ thôi. À em biết rồi, vô đây hả họng đâu có được nói gì đâu hả mọi cái bà nội. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Thằng đó tới đây nó chết cho tôi. Dạ. Chỉ có điều tôi tức quá. Sao hả? Không biết chừng nào nó mới tới đây chữa răng. Trời đất trời. Bác sĩ nghĩ sao vậy? Văn phòng này có hai người em còn sống đây là bác sĩ yên tâm. Y tá đi làm gì? Sao? Để đó em. Có em là có tất cả. Alo. Dạ. Anh Nguyễn Công Hàm hả? Dạ, em gọi từ văn phòng nha sĩ. Dạ, hôm nay bác sĩ vừa mới lật hồ sơ của anh ra coi. Chết rồi anh ơi, nguyên hàm băng đẹp của anh bỗng nhiên có một lỗ. Dạ anh phải tới liền, anh không tới liền là anh lây nguyên hàm đó anh. Dạ không sao, hôm nay may lắm nha. Tôi giúp anh á, có một người bệnh nhân cancel rồi cho nên tôi bỏ anh vô liền. Dạ, anh tới liền nha. Dạ không, anh phải tới trước 5 phút á. Dạ anh tới sau 5 phút là cái lỗ liên thông với bao tử nó đẩy qua gan. Thế nào anh cũng đuôi cặp mắt à. Dạ tới liền anh. Anh mà tới sau 5 phút là anh thúi luôn bộ móng á. À, tới liền, trời anh tới trong vòng 3 phút hả? Dạ được rồi, cảm ơn anh nha. Tới liền nha, dạ tôi dành chỗ giùm anh. Dạ. Ai dạy cô cái chiêu này vậy? Bác sĩ chứ ai. Tôi dạy hồi nào? Trời em ngu lắm đâu mấy biết vụ này đâu. Mỗi lần trời mưa cái bác sĩ xuống em lấy hồ sơ ra. Ta răng cỏ bình thường, bác sĩ nói kêu nó tới đi, nói nó sắp thúi hai hàm rồi. Thôi, chỗ nào ế với chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn á. Nhờ bác sĩ mới học được cái chiêu gạt người á chứ. Dạ. Quên. Ủa bác sĩ, trước khi em vô em chuẩn bị đồ này em hỏi bác sĩ câu này nè. Cái gì? Câu này chính đáng trong cuộc đời nè. Sao? Bác sĩ đã coi lại trong tài khoản của mình nó còn tiền không? Chi vậy? Thường thường mà mấy bà mê trai, bà hay lấy tiền cho trai lắm. Sao cô biết? Sao không biết, trong tài khoản em đâu còn đồng nào. Cô nói đúng. Dạ.
Sáng này tụi cô lại trương mục của tôi đứng chung với bà. Dạ. Không còn một cách. Vậy hả? Thằng này tới số rồi. Vô chuẩn bị hành động. Dạ. Bác sĩ yên tâm, em đã sẵn sàng tất cả. Tốt. Biến thái thì ghê quá. Đau quá bác sĩ ơi, chết em rồi bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em đau quá, nhức quá bác sĩ ơi. Nó đó. Trời ơi, cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi. Nó chạy qua cái gan, đưa lên con mắt rồi. Bây giờ em không có thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa bác sĩ ơi. Đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á. Mẹ, giả tứ chèo quá. Cô của em đi bác sĩ. Nó đó. Dạ. Cô em. Chào anh Công Công. Dạ không. Công Công là thằng em của em. Em Công Hàm. Nguyễn Công Hàm. À, dạ. Công Hàm. Dạ. Công nhận ba má anh đặt một cái tên rất là ý nghĩa. Dạ. Tôi mừng quá. Anh này tới tôi quá mừng. Ô, bác sĩ ơi, mọi ngày bác sĩ ít có cười lắm. Sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ? Anh không nghe thi sĩ Xuân Diệu viết hả? Viết gì bác sĩ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu gì sao tôi cười. Mấy cái thằng mà tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười, nó bị khùng á. Khùng á? Có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ. Sao? Đẹp trai mà lại bị khùng, bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai. Hay, tôi thích những người làm thơ với anh. Ôm hoài vậy hả bác sĩ? Ê. Thôi cứu liền em đi. Chửi, đau quá. Thôi, tới giờ chửi rồi. Thôi đi anh, ở đây nè. Tệ lên bác sĩ ơi. Cô y tá. Dạ. Ra ngoài khóa trái cửa lại. Dạ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dạ. Bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về. Hôm nay tôi muốn dành hết thời giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân Nguyễn Công Hàm. Yên tâm đi, một con kiến cũng có lọt qua được. Viện này là chuyện của em mà. Em cảm ơn bác sĩ. Có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá. Em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó. Chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ. Chứ sao? Em cảm động lắm. Dạ. Tôi còn cảm động hơn anh nữa mà. Dạ. Bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chữa đó. Dạ. Tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện. Bác sĩ muốn hỏi ý kiến em. À. Bác sĩ tìm đúng người rồi. Xin giới thiệu với bác sĩ. Em biệt danh là chính biết. Ừ. Cái gì em cũng biết đó. Chỉ có biết điều là em không biết thôi. Nói nè bác sĩ nghe này đừng có buồn. Những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó, chỉ có giỏi chuyên môn thôi, chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết á. Không có giống như em, cái gì em cũng biết. You là know nothing. Me, I know everything. Bây giờ nè, tình tiền tù tội nè, bác sĩ muốn cái gì hỏi đi, em cố vấn cho. Thấy cái mặt đau khổ vậy chắc hỏi tình rồi. Vợ bỏ phải không? Không phải. Mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng. Một năm là 540 cái. 20 năm hành nghề là 10.800 cái răng. Mình bỏ qua cái vụ này đi bác sĩ. Sao vậy? Cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á. Em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi. Tôi chưa có nói hết. 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi ha. Tôi biết là nó muốn manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi. Coi, nó hốt 10.800 cái răng đó về nó triển lãm răng hả bác sĩ? Không phải, nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó, hiểu chưa? Hốt 10.800 cái răng, vậy chi là gần cả chục triệu. Thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta? Thằng này nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ? Nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi. Mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó. Bệnh nhân của bác sĩ? Thằng này ung thư gan chắc luôn. Sao ung thư gan? Chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám dê vợ nha sĩ thôi. Mà em nói bác sĩ nghe, em nhìn bác sĩ vậy em tội nghiệp bác sĩ lắm. Cái gì? Thấy thương bác sĩ dễ sợ. Cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó, đó coi là đó. Bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết, để già cả ốm yếu đi, đúng không? Bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì nữa đâu. Nói nghe, vợ của bác sĩ tuổi này là tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi hồi xuân. Gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó, nó sung sức, nó biết chiêu thức,
nó biết ga lăng lịch sự, nó đưa đi ăn uống, rồi nó mở cửa xe, nó đưa vô nhà băng, nó hốt đống tiền về đưa cho nó, rồi nó bế về nhà, để lên đầu, bưng đi tắm. Bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ, chịu sao nổi. Không, có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa, tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá, tội nghiệp quá. Vậy theo anh, tôi sẽ làm gì? Bình tĩnh bác sĩ, bình tĩnh, mình nóng nảy lắm nó hại não. Để đó em, chính biết mà, I know everything. Bây giờ nè, em cố vấn cho bác sĩ, bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây ha. Rồi nó tới đây nó nhổ răng, để nó ngồi vô cái ghế này, ngồi vô đó, ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ, thấy không? Xong rồi mình đè nó xuống, mình nhổ sạch mấy cái răng không đau, cái nào đau mình để lại nha. Không có được, làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao? Thưa sao được bà thưa, mình có ghi rõ ràng kìa, nhổ răng không đau tức là những cái nào đau mình không nhổ, mình chỉ nhổ những cái không đau thôi, làm sao mà thua được. Trời hả, hay, ý kiến rất là hay. Thôi cảm ơn anh. Chính biết, chính biết, I know everything đó. Em nói bác sĩ nghe, cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi. Ừ, nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù, em có chiêu này cũng độc hơn nữa. Chiêu gì? Dứt khoát không được chích thuốc tê. Không chích thuốc tê, lấy cái dao mổ rạch hai cái nú nó ra, lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em. Trời ơi, tưởng tượng đi, đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng, cào cào tắt chài, cà 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 vô nó nhọt chết. Đàn bà ấy đã bỏ chạy liền. Trời ơi, vợ bác sĩ sẽ về với bác sĩ. Không, tại vì ông bà mình có câu sao, cái răng cái tóc là gốc của con người, không có gốc làm sao nó làm con người. Đúng không? Anh nói rất đúng. Đúng. Cảm ơn anh. Em chính biết mà. Anh chẳng những là một cố vấn giỏi, yeah, mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa. Trời ơi, anh làm như anh không biết chuyện gì xảy ra. Em không biết chuyện gì đâu. Anh không biết thiệt à? Dạ em không biết chuyện gì vậy chị. Ông này không hay lắm, Quỳnh Công Hàm rất là hay, anh rất là hay. Cái mặt của anh nó gọi là poker face. Ừ, cái mặt tôi thích, tôi thích đánh poker. Trời ơi, Hương Thủy kỳ diễn rủ đánh hoài. Thích đánh lắm không? Ừ. Vô cuộc, giao cuộc. Vô, vô đi. Dạ. Làm liền, làm liền, làm liền. Đau quá. Đây, anh ngồi xuống đây. Lẹ 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 bác sĩ, 4 phút 59 rồi, qua 5 phút là em chết đó bác sĩ. Đồng nghề đâu bác? Dạ. Lấy cho tôi đồng nghề. Đau quá. Ê. Dạ đây. Dạ, đây, lẹ lẹ lên. Đây làm gì có tầm quá ta. Cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ. À. À. Oh yeah. Trời ơi, hai người làm như là coi phim ba ác vậy trời. Bà thì vậy bác sĩ. Anh muốn ba ác gì gì? À. Có. Ngược lại. Gì vậy? Bác sĩ, em chỉ có sửa nhổ răng thôi, đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ. Đâu có tra tấn gì đâu, tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà. Cái gì vậy? Ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ? Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà, đâu có cần ác phê lẹ dữ vậy. Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả? Không, tôi thay đổi rồi đó. Hả? Bác sĩ ơi, nhưng mà em thẳng. Tôi biết anh thẳng mà. Em thẳng. Miễn cưỡng mới đem lại hạnh phúc đó bác sĩ. Được. Rồi anh sẽ thấy hạnh phúc. Dạ. Yeah. Nước. Dạ. Cái gì đấy trời ơi, đi nhổ răng mình phải đi ăn coffee đâu trời ơi. Bác sĩ này công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn. Cái gì vậy? Bác sĩ ơi bác sĩ, cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ. Nó đó. Hả? À, miệng ra. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ. Sâu nào cũng chữa được hết. Hả? À, miệng ra. Bắp, bắp, bắp. Ao. Bắp. Cái gì vậy? Điện thoại tôi đâu? Rèn rồi phải không? Dạ, điện thoại. Để tôi đưa vào. Túi này có bác sĩ nè. À. Dạ. Bác sĩ ơi, cái gì vậy bác sĩ? Hả? Rồi, mình... Ê! Ê! Trời ơi! Bác
bác sĩ ơi, xịt tôi đây chết luôn sau đó bác sĩ ơi. Xin lỗi. Trời ơi, ông sách tầm bậy tầm bạ, người ta tưởng tôi đá dầm chắc trời. Vậy vậy trời. Dạ. Không còn. À, không còn. Thôi tôi kia kìa. Dạ đây. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhổ răng sắp à. Rồi cái miệng này chắc bỏ cả ký không còn hả bác sĩ? Yên tâm. Dạ. Có 5-6 ký lần mà. Dạ. Hả miệng ra. Hả miệng ra. Nè, tôi nói cho anh nghe, không có cái nghề nào mà căng thẳng bằng cái nghề nha sĩ hết trơn á. Bác sĩ gặp bệnh nhân á thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa. Còn tôi gặp là phải làm. Khổ lắm mình biết không? Thấy không? Đau răng, nhức răng, chứng răng bị ngứa, răng vàng, tới được kiếm nha sĩ hết. Tôi khổ lắm. Tám răng là niềng răng nè, thấy không? Đủ thứ tối ngày thấy toàn răng. Về nằm mơ cũng thấy răng. Cho nên tôi bị dễ bị nổi điên lắm. Lâu lắm bác sĩ ơi, dậy cho lẹ nè. Rồi đó, rồi đứng yên đi. Vô phước cái thằng nào ngồi trước cái mặt nha sĩ rồi nổi nâu đi. Đừng có chống cự, nát chết bây giờ. Trời ơi, gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm còn nhỏ quá. Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước. Dạ. Dạ bác sĩ, cái kìm này em bữa nhổ cho góc quốc. Hãy khoan trước. Được rồi. Dạ. Tôi nhắc tôi mới nhớ. Dạ, để em. Trời ơi, người làm gì khóa cửa? Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, đi ra coi cô. Anh ơi, trời ơi, anh ơi. Ủa anh Hàm, trời ơi, ướt hết lấy khăn chậm. Cô ơi, anh Hàm ơi, anh Hàm ơi, có sao anh Hàm ơi? Nè khăn là bác sĩ. Trời ơi, ướt trời ơi, chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, anh Hàm đi bác sĩ đó bác sĩ ơi. Cái gì vậy? Tôi chết rồi. Tôi còn sống hay tôi đã chết? Còn sống. Đây là đâu? Đây là đâu? Hàm ơi, thiên đàng hay địa ngục? Tán tôi bạc tay coi. Thấy trắng trắng, thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi. Tán bạc tay coi. Tán bạc tay nữa. Mở ra cho người ta. Trời ơi. Cần em đạp vô mặt cho tỉnh không? Khỏi. Đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi. Mừng quá tôi còn sống rồi. Trời ơi. Thôi nghe hàng nào chỗ nhau mình đuổi đó. Buồn ra. Em quá. Anh làm gì vậy? Anh á. Ai cho em mồm đó? Anh đi vô trong, anh Hàm ơi, anh vô trong. Anh vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo nha, tôi xin lỗi anh. Sao cô đưa đi vô trong. Ừ, anh đi vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo. Đường này là thiên đàng nè anh. Ừ, đường này là địa ngục, đường này thiên đàng. Trời ơi anh làm cái gì vậy anh? Còn hỏi nữa hả? Đừng có giả bộ ngây thơ nghe chưa. Em giả bộ cái gì chứ? Anh bữa nay anh ghê gớm dễ sợ luôn, bà gan quá. Bà dám hẹn tình địch ở đây. Tôi hẹn tình địch là ai? Tình của bà, địch của ổng. Trời, ai tình ai địch? Tôi đâu biết ai địch ai. Trời ơi, cô ấy nha. Tôi sao rồi có. Bà hẹn hò ở đây nè, anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á. Hẹn hò ai? Hẹn hò ông Nguyễn Công Hàm. Rồi tôi hẹn ông Hàm, tôi đâu có chối đâu. Trời đất ơi. Cái gì? Trời ơi, ông nha sĩ thấy chưa? Hẹn hò, hẹn trai mà không có chối. Em nói rồi, lấy em chịu. Em không hẹn ai đâu nè, lấy em đi. Anh. Em đi. Em hẹn anh Hàm mấy tháng nay. Sao? Hẹn mấy tháng? Ờ? Hẹn một tháng là banh xác rồi. Hẹn mấy tháng, thằng quỷ nó có cái bàn nào thấy khủng khiếp không? Hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi. Trời ơi, anh nè, anh Hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín, cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh. Hả? Trời ơi, nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai, mà trai trẻ nữa mới chết. Trời ơi, thì ra là cô nó lấy hết tiền riêng một tôi để mua nhà cho nó đúng không? Em mua nhà cho anh. Cái gì? Cho tôi. Em lấy tiền em đao tiền nhà. Tại vì 2 tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi, anh biết không? Dạ khoan bà bác sĩ, cho em quay lại em nhìn. 50 đấy hả? Quay lại đi nhìn như sáu mấy 70 vậy cha. Sẽ dữ vậy cắn lên. Tao mua nhà cho ông kìa, cắn lên. Anh đó, em tính đó, là cho anh nghỉ hưu sớm, hoặc một tuần anh làm 2 buổi thôi. Tại vì nghề bác sĩ á 70 tuổi còn làm được, còn ngành nha sĩ như anh á lớn tuổi một chút là rung tay rồi, làm sao mà nhổ răng cho người ta được. Dạ đúng rồi đó, dạo này nha sĩ cũng rung dữ lắm, bữa ông nhổ cho em 4 cái mà ông nhổ lộn thành 5 luôn á đó. Đó anh thấy chưa, tới chừng lúc đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng,
Bây giờ anh làm hư chuyện của em, mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó. Mất mặt tôi luôn. Cô ấy nha, cô nói ra nó vô về chồng tôi như vậy nè. Em không có nói, em đâu có nói gì đâu, em chỉ có suối thôi à. Em biết gì đâu nói. Trời ơi, đi vô coi, coi 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 người ta làm sao dẫn ra đây coi. Anh Hàm, anh có sao không anh Hàm? Anh Hàm ơi, anh đừng có buồn, có gì em hiến thân đền đáp cho anh. Tôi đi bà nội. Trời ơi, thấy cái đẹp cái tùm tướp nhân cướp vậy à. Chân ngắn có hạn thủ đoạn bao la là cô á. Cô á, bây giờ còn phải đi thẳng tới viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Cô tút lại đi, quả mai tôi suy nghĩ lại. Anh Hàm ơi, tôi xin lỗi anh đừng có giận nha anh Hàm. Xin lỗi cái gì? Cô đó, vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc tôi mất mạng, cô thấy không? Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ. Nói thiệt rồi, bực mình. Tôi là công Hàm mà chồng cô xích xúc làm tôi còn cái Hàm không mà. Thôi mà anh Hàm, anh đừng có giận. Tại vì tôi nóng nảy quá, tôi ghen thầm bậy, tôi hiểu lầm, xin lỗi anh nha. Anh nói phải bỏ qua giùm. Em à, em đừng có giận anh nha. Giận anh sao không giận? Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa. Anh biết là em thương anh lắm không? Anh biết. Luôn cả cái tính mà lười thay đồ của anh em còn thương. Chịu cái mùi chua của anh 20 năm rồi em còn chịu mà. Em chịu 19 năm rồi đó. Chua dễ sợ. Vậy mai nghỉ đi. Dạ không, mai mửa tiếp, đừng đuổi em. Mai hử tiếp yên tâm. Nhân viên của anh này vậy đó. Đó, không phải hở hở một chút cái là mình bỏ nhau. Bởi vì ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Đây á là nét đẹp Á Đông đó. Mình biết mà. Thôi anh xin lỗi nha, đừng có giận. Nhưng mà anh tức, anh vẫn còn tức một chuyện. Tức cái gì? Hồi đó vợ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì. Bữa đó anh nhắn tin em lén lút ở trong nhà bếp, em làm vậy là sao? Trời anh ơi, em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy. Người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có hai cái cell phone. Một cái là để xài bình thường, còn cái thứ hai á để thách với gọi cho tình nhân, biết không? Bây giờ em có 1 cái à. Chừng nào em có 2 cái á, lúc đó đó. Ủa sao bà kỳ, bác sĩ kỳ kìa bác sĩ. Tôi có 6 cái mà sao cũng chưa có ai trơn. Nhắn tối xả trời ơi, nhắn banh sim luôn á. Cô có 100 cái còn không có ai lấy cô đâu. Nè, bây giờ em có 1 cái thôi ha. Chừng nào em có 2 cái á, lúc đó đó anh khóc hận là vừa. Anh biết rồi, em là chung thủy với anh mà. Điện thoại rung quá bác sĩ. Alo. 2 cái. Em nghe nè. 2 cái lấy em là vừa. Hả? Em có 2 cái phone. Anh chết rồi. Anh ơi. Ê, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Mua cho anh. Đó. Anh ơi, cái phone này em mua cho anh ơi, cứu. Hô hấp nhân tạo đi, phải hô hấp nhân tạo. Bắt thở rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi. Phải thở thôi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Em cứu bác sĩ. Trời ơi, tỉnh liền. Vô nghe cái hơi tỉnh rồi. Chết tôi rồi.